này thì là người thấy khổ rồi. May mà cái gậy nó nặng đấy. Nhiều người vào đây cũng chí nhỏ. Đấy, thấy không? Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình sẽ truy bắt cái loài chim quái thú ở ngoài bãi Tha Ma này mọi người ạ. Cái con chim này là con chim ăn xác người chết đấy mọi người. Đặc biệt là mỗi một lần nó kêu là lại có một người ra đi đấy mọi người nhá. Cái con chim này nó rất là độc. Cho nên là hôm nay anh em mình sẽ giúp dân làng để bắt cái loài chim này đi mọi người. Đây mọi người, thì anh em mình đã bao vây được vào trong lăng mộ rồi. Nó đang ở đây thì anh em phát hiện ra là anh em đã bao vây nó trong này rồi. Bây giờ anh em sẽ tìm cách anh em bắt cho mọi người xem nhá. Đây trong này này. Sáng vực nhỉ. Chỉnh lại máy quay đem đậy lại, bay ra đấy. Cái loài chim nó rất là bẩn mọi người. Toàn là xác chết không. Đây mà. Bình thường nó sẽ có hai con. Đấy, anh ơi. Bay rồi. Đấy, hôm nay thì nhà ngươi tới số rồi. Mày bắt sống rồi. Sống rồi rồi. Đi nhìn xem cái cửa bên kia nó biết đường mày ra phải không? Biết đường. Nó biết rồi. Nó biết đường mày ra đấy. Quẩy của thi. Chỉ cần. Rồi lắm. Mặt là rãi chứ nhỉ. Mặt trái tim nhỉ. Mặt trái tim cứ review cho người xem nó sống trong này như nào. Đó phân chuột, phân chim này là gì. Nó bay. Chưa tòng được. Chưa, review cho người xem á. Tinh chưa. Trong một xương sầu. Ui, nó tấn công đấy. Nhìn cái mặt hại chưa. Quá hay nhìn thấy nhỉ. Có xương nhỉ. Này. Bắt nó ra đây anh em ơi. Lấy cái tòng cổ nó ra. Bây giờ xin cách để bắt nó ra. Con này nó cào rách tay luôn đấy mọi người. Đem đậy luôn ạ. Đậy. Mọi người, cái con này thì nó rất là rữ mọi người. Bây giờ con... anh em làm xin cái gì để bắt nó đây. Con này cái móc móng chân của nó đúng như kiểu móng con mình phải ví như kiểu con đại bàng anh nhỉ. Kinh khủng lắm mọi người. Cho nên là mình mà sờ tay mà mình bắt là nó sẽ quặc tay. Hay là làm cái thòng lọng như thòng lọng chó ấy. Hay làm cái thòng lọng về làm cái thòng lọng bắt nó đi. Đi, về làm cái thòng lọng. Bây giờ anh em sẽ về làm. Khả năng anh em sẽ về anh em làm cái thòng lọng ra anh em bắt cho mọi người nhá. Ui giời ơi. Bắt được đấy. Trong hồi bắt. Ui, cơ. Rồi vậy. Đấy. Chứ. Tí nữa ta sẽ thả nhà ngươi ra. Con này thịt người chết đấy. Rồi, quay nó vào mặt em nhá. Ui. Nhìn chưa? Quá kinh khủng. Kinh thế nhỉ? Chân nó đúng như bạc. Nôi cả cái gãy đi luôn anh em ạ. Kinh nhỉ. Con này nó mà bố một mắt cái là mất mắt luôn đi. Đây review của phân biệt cho mọi người xem rồi cái con này. Tiến thả cái gãy ra kìa nào. Thì nó có dám bay chỗ nào này. Bay đấy. Kinh chưa. Bay. Con này nó có cái nữ âm dương cho mọi người nhá. Con này không phải con cú mèo nhá mọi người nhá. Con này con chim nợ đấy. Nó có nữ âm dương đấy. May mà cái gậy nó nặng đấy. Nhiều người bảo đây nó con cú mèo nhưng không phải đâu. Đấy, thấy không? Vầy rất kinh luôn mọi người. Ui, lại. Có kinh khủng luôn. Con cú mèo mặt cái khác anh nhỉ? Đấy, em giới thiệu qua cho mọi người để mọi người. Ui, khung lồi này, anh nhìn cái chân nó bám chặt đấy rồi. Nó bám chặt cái cây rồi. Cầm cái gì? Cái chân nó rất kinh khủng luôn.
đấy, cái lồng nó đụng đấy, lồng nó đụng đấy, lồng hôm khác như hôm bữa hôm bão ấy, bão nó mới gọi hồn người chết. Nó mới hồn gọi người cách đây cũng nhiều, nhưng mà kinh thế, mới gọi hồn người cách đây có mấy ngày, quả hôm qua kia đấy, quả trôn đấy mọi người, mới trôn của cái móng chân nó vừa quặp em phát thủng luôn, thủng luôn à, đây rất nguy hiểm luôn. Đây nằm lại lúc đầy mùi ở đây đâu ấy, cái này nó như là chiến này. Nhà ám ổn. Em phải lấy sai cái mắt rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mồm nó to. Nó khác với những con chim khác nhỉ? Cái mắt nhìn như hai viên bi. Nó ngay trong này mắt như hai viên bi luôn mọi người ạ. Kinh quá, kinh khủng luôn. Bây giờ có góc cho mình sao mà mặt nhé. Sao mặt nhắm mắt này. Nhắm mắt đây không đúng rồi. Mắt này. Sợ hê chim. Ơ người trước ở trên dân tộc có thằng kia mù mắt con chim, bắt chim này nó cào mắt mù như sao to đầu kinh nhất này, nó kinh khủng lắm. Kéo trong ngoài trong cái bụng này, kéo trong ngoài lông đẹp này, lông nó điểm này, lông nó điểm này nhỉ, đẹp hết, lông đẹp này như kiểu lông chim cu gáy nhỉ. Mù mắt thì con bắt trần cho mọi người xem, mọi quay sát cái trần nhỉ, quay sát cái bộ trần nó mà móng vuốt nó này kinh chưa, móng này để xé thịt đấy, săn mồi hơi bị tởm luôn nhá. Mùa đấy. Nó kéo ra ngoài này như thế nào? Nó là thú săn mồi này. Nó là dạng thú săn mồi rồi. Nhanh lắm. Không? Ngày xưa nó ăn thịt người chết. Úi giời. Ây, chỗ này nó trơn. Quay này, quay này. Chỗ này nó trơn, đấy, chỗ này. Trơn nhỉ. Bỏ nhỉ. Mấy cân đấy, con này phải mấy cân đấy. Mấy cân đấy. Anh bảo con này mấy cân. Con này còn cân nữa ấy. Cân nữa 2 cân. Có cái đuôi nó ngắn lắm nhá. Cánh dài. Tôi thấy nó cánh dài mà đuôi. Cánh dài hơn đuôi ngắn. Giờ mới để ý này, con này không có đuôi. Tôi vào đây. Ui. Con cầm đây, cầm đây. Cầm ở đây thì mọi người mới thấy được. Này. Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Vì cái loại này là nó có một nỗi âm và một nỗi dương mà. Khi nào mà nó kêu cái nỗi âm thì là nó kêu người chết, nó kêu cái nỗi dương thì nó cái nỗi âm nó bên ngoài, còn cái nỗi dương nó bên tít bên trong thì nhìn rõ kìa. Hai nữa mà. Đấy, đấy. Khi nào nó kêu nỗi âm thì người ta kêu là báo người chết. Nó kêu ghét ghét. Kêu kinh chưa? Người ta thường gọi là con chim nợ. Cái loại chim nợ à? Ơ gì đấy? Ui, tí nữa thì... Nào tấn công luôn. Con này thì ở đâu có nhỉ? Nhìn mắt mình đấy. Đúng không? Nó nhìn thấy đấy. Nhưng mà mình đeo kính rồi. Chim lại ở đâu cũng có nhỉ. Hả? Con anh em đi khả năng anh bắt thả ra đi. Nhìn đây chứ đừng đi. Đấy, mọi người thấy nó dữ tợn không? Thì con này anh em mình bắt anh em cũng có thịt đó mọi người nhá. Mà anh em mình thì con chim này mà ăn ghê lắm. Thả ra chỗ xa dân. Con này anh em sẽ thả ra chỗ xa dân nhất để nó khỏi làm cả cái khu vực này, nó trêu tay làng ấy. Đứng tầm hình ấy. Đấy. Chỉ cái chân thôi nhá. Chỉ cánh, chỉ chân gỡ ấy đã. Đấy, cái mỏ nó không cắn được em đâu. Gỡ cái dây ra. Đấy. Gỡ cái dây này. Giữ cái nhầy. Không quay cái mồm. Ui cái mồm nó hồng cực ấy. Này, cầm này không khác gì đang cầm một đứa bé nhỉ. Ừ, to nhỉ. Kinh thế. Nó kinh khủng. Đấy, cho mọi người xem này. Cho mọi người xem. Kinh chưa? À, nó nhìn thế nhìn này. Mình tính lắm. Sợ cái mồm mắt ấy. Mặt này cũng chưa kìa. Bây giờ sẽ đi. Bây giờ anh em đi thả đi. Đi thả đi. Anh em mình sẽ thả đi cho khác cho mọi người nhá. Anh em đi thả đi. Tạm thời tắt video đã. Đấy thì mọi người đi, anh em thì sẽ thả con này về với rừng nhé mọi người nhá. Thiên nhiên nhá. Bây giờ với khu vực này không cho nó về cùng với trang nhá. Thả đi ạ. Ui, anh tránh ra nào. Ui. Hãy bay đi. Nó bay rồi. Nó bắt rồi. Anh em đã thả đi mọi người. Anh em đã thả thành công rồi mọi người nhá. Mọi người xem video này thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.